Vâng, và em xin mến chào toàn thể bác nhá. Thì hôm qua em thông báo lịch hàng về rất nhiều ấy. Thì sáng nay anh em chúng em đang tập trung là dọn súp trước để phục vụ anh em sự kiện đây. Căng ở đâu vẫn chưa bắt vào? Ô, đậy căng vào để cho mọi người nhìn nào. Đây em tháo ra đánh lau sạch sẽ rồi. Nhà hàng chỉ lau thôi các bạn, hàng đẹp thế này rồi thì về các bác tí nữa các bác em cẩn thận cho bác em lấy lọ sân dầu bóng em xịt cái nào là như mới ngay. Thế thì những dòng súp bên em đang giới thiệu các bác đây là những dòng súp bãi xịn. Trước mắt các bác là cặp súp có em về được 3 cặp đôn pin này, trong đó 2 cặp từ thường và 1 cặp từ neo. Giá cực kỳ tốt nhá. Dòng này chuyên cho anh em sự kiện này. Vì dòng này thùng nó nặng lắm, một quả này một quả này thùng nặng hàng tạ ở đo kích thước với. Một cái thôi đúng, bác nhìn được cái kích thước này khủng kia không? Sâu 90 nhá. Sâu 91 nhá. Rất sâu luôn mà. Rồi. Nga sờ cao. Một bề là 58 nhá. Quan trọng độ sâu nó rất sâu luôn, 58 này. Đây một chiều nữa này. Mét mấy? 1m15 nhá bác nhá, 1m15 gần 1m16 này. Đây có thùng rất to, đo kích thước bác biết rồi. Dòng này chỉ chuyên cho sự kiện thôi nhá. Còn đánh phòng thì phải súp nhỏ hơn, đây là công suất nó lớn, rồi công suất lớn chứ cho anh em sự kiện này. Dòng này sử dụng của bát là bát BMC. Bát BMC, đôn pin. Bát BMC. Bạn mình xin lật cho anh lên, lật thử bán này. Em bán cả bát rời nhá, bát rời nghe bán thùng rời cho bát rời trường hợp những bác ở xa ấy. Keo chỉ này, bác nhìn này. Tất cả mọi thứ bao zin đét nhá. Bao zin đét luôn nhá anh em nhá. Zin luôn, một cặp bát này em sẽ bán là 6 triệu rưỡi một cặp này. Cặp bát nhá, anh em mua bát rời cũng được, nhưng phải bán theo bát rời thì anh em cố gắng là lấy gà nhà hai đôi về để gắn thành một cặp su kép ấy. Đấy, 6 triệu rưỡi một cặp bác nhá. Lần này Hiếu Minh sẽ là bán bát rời và mức giá sẽ đưa cái mức giá bát rời những dòng bát xịn tháo thùng này mức giá hợp lý cho anh em chơi. Và em nhập nguyên trước này thì em đang bán là 20 triệu trên một cặp này. 20 triệu trên một cặp này anh em nhé. Bát rời là 6 triệu rưỡi một cặp này. Đấy, còn nếu anh em mua cặp thùng không là 7 triệu. Vì thùng này thùng rất là lớn, thùng chuyên cho anh em sự kiện, anh em nhìn kiểu thùng anh em biết rồi. Có căng trước thoát hơi nhá. Đây như cái nào. Em phải để căng ở đây, đang tháo căng này vệ sinh lau. Vậy cái logo vậy nhặt ra chưa? Có logo nhặt ra chưa? Dạ, một cái logo hôm qua anh đưa đây. Hôm qua anh để gọn vào. Nghiêng lên, vít lên. Bác nhìn này, thùng nó rất là dày luôn. Thùng gỗ ván ép chống nước. Cái quan trọng cái thùng này ấy, thùng bãi là nó hơn hẳn cái thùng Việt Nam đóng anh em nhá. Là thùng thiết kế. Đi xe này sang đây. Dạ, vô đâu? Vô đâu? Ở đâu lấy cái bát đi xe máy. Hiểu. Đây này bát đây này, bát đây này, đây này bát này. Đấy, anh hẳn ô tô ông đây, trời ơi ông Dũng này ông nào cũng chả tập trung nhỉ. Đôn pin Kudo 218 công suất là 2400W bác nhá, ở thông thường đại nó lên 4800W, độ nhờ giải từ 130 đến 136 dB. Đấy. Em tháo hết bát này đẹp long lanh anh em ạ. Rồi đây là có hai cặp này về, hai cặp đôn pin này, cái dòng chuyên sự kiện và tiếp theo nữa lại tiếp tục chuyên sự kiện. Đó là cặp súp TB. Cái dòng này cũng là nghĩa là cái dòng TB sản xuất tại Mỹ nhưng sử dụng bát là bát cũng BMC anh nhá. Dòng bát là gông cá, xương cá. Hai nhà sông 2 4 6 6 gông kép và đít lồi, cái dòng này có đít gấu thật đấy. Cái này thì em bán là giá là 7 triệu đồng một cặp bát này anh em nhá. 7 triệu đồng một cặp bát này. 7 triệu đồng cặp bát này, thùng thì dòng này thì em bán rẻ hơn thùng, dòng này thì em bán là 6 triệu đồng một cặp thùng anh em nhé. 6 triệu đồng một cặp thùng. Thùng dài sùng sơn sần nhựa. Tại vì sao thùng này lại giá êm hơn? Vì nó êm đeo, em hiểu mình tính theo là cái vấn đề khối về. Khối về với những thùng kia là to hơn thùng này. Tiến nước ra cho anh với đi. Nhấc bát ra, anh em nhấc bát ra anh quay nào. Căng đâu? Căng nó đâu? Nhưng nên tập trung vào tí đi. Anh em tập trung vào đây. Căng dòng này rất là dày nhá, căng lỗ to rồi. Đây về. Cái này anh em chuyên sự kiện đánh khoảng độ là 300-400 khách, 500 khách. Thùng bãi bác nhìn cực kỳ chắc chắn đấy, nó thùng đanh lắm này. Nó không ộp bác nhá anh em nhá. Các bác nắp thùng Việt Nam làm sao có kiểu thùng này. Nắp vào đi. Nghiêng lên cho anh với nào. Sẽ dần nhựa nhá, cái này thiết kế như dòng CB. Nghiêng lên. Chưa lau đâu, cái này sạch đẹp lắm, chỉ cần lau cái này hết thôi các bạn. Nghiêng lên. Hạ luôn. Nghiêng đi lên này. Sơn sần nhựa.
không sao đâu, nghiêng lên đây bé, để anh quay công suất này. Nhưng nữa, tít dưới. Model nó là MT218L. Đấy, của TB Atic, nguyên ở TB. Đây, nguyên là tem 7 màu các bác nhá. Dòng súng driver nó là thương hiệu của Mỹ các bác nhá, công suất là 1600W các bác nhá. Độ nhạy 100 dB, thùng này nặng 90g thân thùng. Nghe con kia nặng hơn tạ. Khoảng em không cân nhưng mà nó nặng lắm, nặng hơn con này. Đấy, thì con này đã 90kg một quả này rồi. Thì con kia nó phải em như em nói hàng tạ rồi. Đấy. Đã quay xong con thứ hai đôi TB, TB thì mình có một đôi thôi, bán bát giờ cũng được. Bên hai con này gông khác nhau đấy. À thế này. Gông con kia là gông sừng cá, con này gông này, gông này đúng. Không thì phải đổi, mấy cái đổi rồi, gửi đến biên đổi rồi. Thế bên em bị nhầm rồi, trên kia nó có hai đôi, nó chưa về trước một đôi, nó là một đôi này gông gông BMC, một đôi nó là gông sừng cá này. Thì cái tí báo đổi cái này để riêng ra. Đổi. Tại đằng nào về hai đôi này mà, thì cái này TB em bán sau nhá. Đây nó có hai đôi này về, một đôi nó là gông gông phẳng này này, BMC này, cái là gông xương cá, cái hai đôi. Quay sang đôi đôn bin đi, đôi đôn bin đi. Đôn bin thì em sẽ quay sang đôn bin, gọi là tập trung hôm nay bán đôn bin đi. Đôn bin cặp này tắt neo nhá các nhá, anh em nhá. Quả neo này. Gang đúc nhá. Cái mặt này cũng bằng gang luôn anh em nhá. Con vải tập dầu hai lớp, cái dòng súng bát, bát neo BMC. Quân hở. Rồi em bán là 22 triệu đồng một đôi này. Giá cực hợp lý cho bác chơi luôn, thùng gỗ và đẹp thùng nước nhá. Có thùng chắc nhỉ. Các bác nhìn. Gỗ. Gỗ này các bác vứt nó ngấm nước mưa vào không sao cả. Thì gỗ mà thông thường anh em gióng lên làm nó dễ bị mốc, các bác nhìn hàng bãi là chơi bao lâu năm nó không bị mốc. Còn bình thường các gỗ tại rẻ tiền là nó hay bị ẩm mốc. Nó hay mốc rộp lên ấy. Con này đời 2021 này các bác này. Ở đây nhìn thấy đời luôn này. 2021 nhé, 2021 này, cặp này em bán là 22 triệu đồng một cặp này. Cái này thì em chưa nhân gió 22 bờ, cứ cặp bát này em sẽ bán là dơ một lồ. Cặp thùng 6 triệu 6 triệu, 22 thứ 6 còn 16 thì 8 triệu một cặp bát này. Anh em muốn bát rời em bán, anh em nhé, bát bãi xịn đồn bin, 8 triệu cặp bát này. Thùng đấy là 6 triệu một cặp thùng. Công khai luôn. Em lấy thích thùng bãi cũng được, thích bát giờ cũng được. Còn cái này kiểu nhà em đợi về theo đôi lửa để nó cùng mã bát ấy. Mã bát thì em bán vì đây nó có một đời là gông này, một đời gông về gông cá này. Căng ở đâu ạ? Đo cái kích thùng con này nào. Cái này thùng nó nhỏ hơn con Ningguang là được, con này nó rơi khoảng độ nó sẽ nhẹ hơn vì nó leo. Thước đâu? Đặt vào đây. Nhìn đây. Đặt tạm vào thôi. Các bác nhìn căng nó này. Con pin này dập xin xi luôn nhá, dập xin xi luôn này. Căng nó rất là dày luôn. Căng nó cực kỳ dày này. Lưới nó dày lắm, nó dày hơn hẳn so với các anh em đi làm. Một kích thước đi, kích thước cho anh. Một bề nó là 55. Rồi, chiều kia đi. Một bề nó là 1m16 bằng ngao. 1m06. 1m06 xin lỗi, ngắn hơn con vừa nãy. Cái thùng này nhỏ hơn tí. Sâu này là 78. Đấy, độ sâu cũng nhỏ hơn tí. Đấy, như này em bảo mình lôi cái chuyên cho sự kiện này. Đôi này sự kiện được này, vì không neo này. Nhấc lên xem thông số này. Đôi đơn pin này. Quay ở kho nó hơi chật quá, ông lắng quá, bày ra xếp cho đẹp, quay nó rõ ràng các bác mà. Tí nữa em bê chở cái kéo này sang kho sự kiện thì quay cho bác nhá. Kéo này sang kho sự kiện quay cho bác, bây giờ ở bên này nó chật quá. Quay rất khó chịu luôn. Để ngược không tiến ạ. Tôi xin bác xin phép mà coi ngược nhá. Vẫn nhìn được. Đây đôn bin này, model là DH218B này. Công suất là 1600W, cực đại là 3200W có nhá. 3200W luôn, mắc đôi 4 ô. Mắc của nó 130-136 dB, độ nhạy rất là cao luôn. Hộp nhôm, đỉnh đen, sơn sơn. Tổng quan của mình quay review anh em, đồ xuất này về cũng như bán. Thông báo với mức giá bán bát rời hay là thùng rời, anh em có nhu cầu thì liên hệ với Mino. Tuần này bên em về rất nhiều xúc kép nên em bán rời cho anh em nó cơ động. Những bác ở xa cũng không mua được, gửi vì gửi cũng chia sẻ với bác cũng như thế nào, bác ở miền trong. Các bác gần cơ sở miền Nam thì em gửi nó rẻ hơn, em gửi tàu vào thì rẻ. Còn những bác cũng như ở khu vực như Cà Mau hay những bác ở miền Trung như Quảng Ngãi thì cũng như gửi cặp xúc kép này mà gửi bưu điện thì chết tiền. Cặp xúc kép này gửi đi bây giờ nó phải 3.5-4 triệu ạ, thì nó đắt quá. Nên nhiều bác cứ ý kiến với em bảo là bờ ông chúng mình bán
cái bát rời bác mua về, bác xịn về, bác lắp về, hoặc là bán thùng anh em gần đây anh em lấy thùng, hoặc là có những bác như sáng nay bác có bác gọi em là bảo mua thùng rời về anh em chuyển vào trong cơ sở Sài Gòn để cước nó rẻ anh em lấy thùng, vì là nhiều bác cũng đi mua thùng đóng thì nó kém lắm, thùng đóng thùng nó rất là kém, thùng rất là kém, anh em mua thùng trong bãi thùng tiếng nó hay hơn nhiều, đánh nó lực nó không bị vỡ tiếng, nó không bị ung thùng, ung thừa, nghe thùng nó không bị, thùng nó rất là chắc, thiết kế thùng tất cả thùng ván ép bạch gỗ bạch dương hết 100%, rất là dày luôn anh nhé. Ma trận bác nhìn bên trong nó khác biệt hẳn rồi, gỗ này bác em zoom lên cho bác nhìn gỗ này, gỗ nó 12 lớp anh em nhé, gỗ rất là dày luôn, 12-14 lớp đấy, cực kỳ dày luôn nhé, nó dày đây nó mới chịu đựng được các bạn, mấy cái hàng là cái lớp gỗ nó gỗ xịn, thì cái bao gỗ này nó mới đanh thôi, thùng nó mới chắc nó đanh được. Anh em có nhu cầu liên hệ Hiếu Miro nhá.